Hello anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia một game show đố vui có tên là Silverware Brand Game. Anh em nào có xem được lên đỉnh Olympia chưa? Hơi giống vậy á, nhưng mà anh ấy vui nhiều nha. Ok, vô game thôi. Wow, đây là cái hậu trường của game show nè anh em. Hình như là đang chơi đấy. Cái này người ta đang chơi. Ủa sao có một người chơi đây? Vào anh em ơi, vào đây, vào. Chương trình sắp bắt đầu rồi. Pre-recorded on tape, but technically live for our studio audience, it's Shovelware's Brain Game! He's got smiles for miles, it's your host, the Dancing Banana! Đây nhân vật chính là MC của chúng ta nè, Dancing Banana. Cái con quay dây đấy. Không biết có vui không ha. Ôi, hiện tại chúng ta đây có 3 người anh em. Một gương mặt mới của chương trình. Ôi, địa lý, những sở thú là một cái gì đó thú vị anh em. Anh em quyết đoán thế, anh em tè lè lè la. Ôi, chọn ngay địa lý, ngay cái vô mà tôi dở nhất luôn. Andrew Scott Walk là người đầu tiên đặt chân đến đỉnh núi Everest. Đây, câu hỏi này để trên anh em ta hỏi là núi Everest cao bao nhiêu. Ôi, biết chết liền anh em. 29 nha. 29 chỗ đẹp. Nope. Ôi dồi, chọn đại đúng rồi. Ok, toán học anh em. Mass zone nè. Có toán những cái sự kiện hoặc là về cái state. Cái state là cái tình trạng gì đấy. Ok, chúng ta tính thôi, mát thôi. What is 10 times 10? 10 x 10 là 100, ôi ôi, hỏi tính đây. Anh em tôi đúng hết nha, không có nhiều. Hả? Làm gì? Ôi dồi ôi. Hóa ra tán này dễ nè em. Bây giờ tới người tiếp theo nha. I don't like that đi anh em. Đây, cái chủ đề rất là lạ nè. Chủ đề này sẽ nói về những cái nỗi sợ của mình. Ôi, tuần này là nỗi sợ của cái gì anh em? Độ cao à? Acrophobia, chắc là sợ độ cao nha. Tôi chỉ biết mỗi apirophobia là gì thôi nè. Ông này ông giỏi thế. Tôi đúng này. Car battery. Ơ, sao tự nhiên trời tôi rớt đầu tôi này. Quá. Tôi lấy cái bình dưới cái bình điện của xe nó quăng ở đầu tôi đấy. Thằng đã ác thế. Nonsense. Một cái chủ đề gì đấy nó vô nghĩa luôn. If you went to the moon and took a bite, what flavor of cheese would you taste? Khi lên mặt trăng cắn một cái miếng phô mai thì nó là phô mai gì à? You believe in the moon? No á? Tưởng bên lên mặt trăng mình ăn được à? That's just plain wrong. Ôi sai luôn à? It's not. Đúng là vô nghĩa, chả hiểu gì hết luôn. Tới lượt tôi nè. Thế giới động vật anh em, thế giới động vật. Quack, zoo pal. Various living organisms are classified. You've got kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Ủa, cái này trong sinh học anh em ơi, cái trong bậc phân loại gì ấy. Gì mà lớp bộ họ ngành chi loại. Cái này sinh học lớp mấy quên rồi. Ôi ôi, hoàn toàn không biết những cái từ này luôn á. Lạ quá, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ biết những cái từng này. Họ chọn đại ấy. Xài hết candy. Hỏi khó thế. Tôi đến đây để chơi chứ không phải học nha. Cái thằng chuối kia. I don't like that. Ôi lại I don't like that rồi. Which US president is known for saying the only thing we have to fear is fear itself. Tổng thống nào đã nói cái câu nói như thế này?
Điều duy nhất chúng ta phải sợ chính là nỗi sợ hãi, là ông nào? Ông George Washington à? Tổng thống Mỹ anh em. Correct. Ôi sao luôn anh? Ông Franklin thế nè. That the only thing we have to fear is fear itself. Tao còn chơi qua lịch sử đó luôn, ác thế. Ủa, hế? Orange à? À, trái cam nó kêu. Này chuối ơi, chuyện gì vậy? Ủa, nó cầm dao rồi anh em. Cậu nghĩ tôi có thể làm gì với cái con dao này? Ừ, muốn làm gì làm đi. Úi dồi, thật là ấn tượng khi cậu có thể ném con dao trước mặt tôi như thế này. Ủa, ném dao mặt nó còn cười đó kìa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi anh em. Những sự kiện đáng nhớ khoa học với địa lý. Chọn đi anh em ơi. Ôi, lại địa lý à, đem tè lè ra nha. A certain continent features a region called the Indian subcontinent, which contains countries such as India, Nepal, and Bangladesh, among others. À, một cái tiểu lục địa của Ấn Độ, gồm các nước Ấn Độ, Bangladesh. Thì cái lục địa đó gọi lục địa gì? Châu Á, cái này chỉ có châu Á thôi nhá. Là Asia anh em, Asia. Ủa, có anh em nào mới chạy vô đó kìa. Đúng rồi nha. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái chủ đề sở thú anh em. It's time for a special guest question. Introducing Bordy the Smart Board. Wow, có một cái TV luôn. Kept you waiting, huh? Here's a question. Giống đường lên đỉnh Olympia anh em nhỉ? Which animal does it belong to? À, nó kêu tôi dòm vô cái da này là con nào? Dụi, con beo chứ gì? Leopard anh em. Leopard anh em chơi, anh em nào chơi Black Foot ấy biết ngay. Easy nha, easy. Đúng hết luôn, bảo đảm anh em đúng hết nha. Này, con báo khá đẹp anh em. Ủa, chủ đề gì lạ này? Những cái địa điểm nổi tiếng anh em à. Để cho mình trả lời đúng cái câu hỏi này, mình sẽ được phần thưởng bonus nè. Cái này nó sẽ lưu vô cái bộ sưu tập của anh em ấy. It's a rusty old cái bay bay. Had to pry some poor sap skeleton out from the cockpit, but hey, it's probably salvageable, right? Anh em lưu gì nha. It's the board of entertainment. Ôi, lại cái tivi anh em à. Chắc là xem hình rồi, xem hình cho dễ. I better be getting paid extra for this. Here's another question. Check out this sweet pic from my recent on-set film shoot. Ôi ôi, can you figure out where in the world I was? Nó hỏi chỗ này là chỗ nào, đang cái đền. Chết rồi, trong 4 câu hỏi tôi biết mỗi ăn câu quát, chọn đa câu quát nhá. Biết mỗi cái đấy thôi. Đúng không? Sai, sai, sai. Trả lời đại đúng, có thật anh em. Puzzling puzzlers. Ôi, một cái chủ đề khá là đánh đố anh em. There's an apartment building downtown with 4 floors. The higher the floor, the more people live there. Which floor does the elevator go to? Có một cái tòa nhà với 4 tầng lầu. Vậy thì thang máy sẽ đi qua cái tầng nào nhiều nhất? À, chỉ có tầng trệt anh em, tầng trệt. Ai cũng phải qua tầng trệt mới lên tầng trệt được. First floor. Đúng nha, cái này chắc chắn phải đúng anh em. Ủa, cái gì đấy? À, xin chào, chuyện gì vậy? À, thằng này là cháu trai của cái thằng Banana lúc nãy anh em. Còn thằng này là em trai của nó. Mình chỉ có nhiệm vụ kéo cái tấm rèm này thôi. Còn cái anh chàng trong mặt giận dữ này là anh trai của tôi. À, tao là Pew. Quay trở lại công việc đi. Ôi dồi ôi. Vậy là tôi giới thiệu xong rồi đó.
Quay trở lại cái chương trình nào, anh cô, cậu ơi. Ôi dồi ôi, mày nhóc có nhiều chuyện thế. Trời, hóa ra nó lôi nguyên cái tông ty họ hàng nó vô làm game show nè. Ê, có toán học kìa em. Chọn toán học Max Zone cho dễ. Ủa, sao chọn xong bay màu luôn rồi. À, rồi có thêm một phần quà bonus. Bay màu rồi. You're going to Brazil. That's right. You and your whole family are going to Brazil. Explore the sights and sounds of South America on this 6-month-long mandatory excursion to Rio de Janeiro that you cannot back out of. I repeat, you will be locked into this obligation with absolutely no way out. This cannot be undone if you win this prize. Mình trả lời đúng câu này mình sẽ có được một vé đi Brazil nè em ngài. We solve this math equation. Ok, giải toán. Ôi dồi ôi, 2 cộng 2 bằng 4. Anh em tôi đúng hết nha. Ơ, anh em Luigi sao đấy? Anh em suy nghĩ xa xôi rồi. Ủa, nói về tình trạng đó anh em có chọn cái chủ đề ghê thế. Chọn về nước Mỹ hay là những cái vấn đề nào đấy. Hay là State of Decay, tên một con game hả? What state would something be said to be in if it was old, broken and falling apart? À, từ nào chỉ cái tình trạng nó cũ, bị gãy, bị vỡ như mảnh despair, disrepair thôi. Là không được sửa chữa anh em hư ấy. No way. Disrepair, trái nghĩa của repair nhá. Ok, cuối cùng đã kết thúc cái vòng chơi này rồi nè. Ông này ông thắng rồi. Ông giỏi quá nè. Đây toàn nhân tài không ha. Ủa, chủ đề về quốc kỳ anh em ơi. Cái này lạ nè. Cái này chơi đoán lá cờ cũng vui lắm anh em. Không biết có cờ của mình không vậy. Ok, đây là lá cờ của châu Âu nha anh em. Wait, I see a flag outside. It's got three vertical stripes. À, có ba cái sọc, một cái sọc đen ở bên trái, sau đó là màu vàng ở giữa, và bên phải là màu đỏ. Bỉ, cái này Belgium nhá, dễ. Có thể đem dễ nhầm như Germany ở Đức nha, mà là nó sọc rồi đứng là của Bỉ á nè. Ở đây là ngày donut mà về an ninh. Ôi dồi, cái chú này đang bị truy nã. Cái thằng Daisy Banana đang bị truy nã. Đâu, tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi là một người rất đẹp trai mà. Sao lại bị truy nã được? Ờ, y chang mi luôn ấy. Ôi dồi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Giờ cậu có thể tiếp tục rồi đấy. Nào, Amazing Spy anh em. Chờ thiên văn học xem như thế nào. Không biết thì học nha nè. Amazing space. Our sun is yellow, but did you know that stars come in different colors? Ừ, vật trời thì màu vàng. It's true. The color of those big old balls of exploding gas out there in space is determined by how hot they are. Well, that leaves only one question. Which star color is the hottest? Ôi ôi, ngôi sao nào nóng nhất? Đỏ nhá, red. À, màu nào nóng nhất? Màu đỏ nhá. Ở đây nó hỏi mà còn chơi hỏi mèo, đố ai biết được anh em. Suy nghĩ đi. Ở đây. No. Không phải màu đỏ à. Có anh em hùng đúng này. Ủa, sẽ nằm màu xanh. Ủa, cái ông này ông đang tức giận cái gì đấy anh em. Ủa, gì? Sao? À, ông bắt thằng chuối đi rồi. Bắt chuối ông leo lên cầu thang kia. Cái gì đấy? Hả? Ờ. Ê, cái con game này tôi quen lắm anh em. Giống như hồi xưa chơi, còn nhỏ tôi chơi cái máy NES ấy. NES anh em. Ở đây tôi điều khiển cái thằng chú xanh này. Tôi còn nhớ cái game này lắm. Đấy, mình leo lên để mình né mấy trái banh. Xong tiếp cận cái con quỷ chú vàng. Rồi, chở xuống đúng không? Leo đây chắc được. Nhảy. Ôi ôi, ôi ôi ôi. À, con khoan, chữ C này là gì vậy? Lấy được không? Ủa, 800 điểm luôn. Ngon. Lên.
Từ từ thôi, mày nhanh thế, thật nào chơi được. Nhảy 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 A snake just bit me, and its dangerous toxins are now coursing through my veins. Ôi, ghê thế. What term would you use to describe the aforementioned snake? Chết rồi, răng hung mang là venomous nhá, venomous, đáng đại nè. Rắn này chỉ có. Trời ơi. Ừ đúng rồi, nó cũng là chất độc như nhau đấy, hai cái nó kết hợp lại nha. Ồ, này tự nhiên giỏi hẳn ra nè. Đấy, Mason anh em, tăng học đây. Ôi dồi, anh em hay đấy. Ơi, nghe câu hỏi thôi anh em khôi à. I have 3 dozen apples. I realize that's an absolutely absurd number of apples to have on my person, and chuck 2 dozen out of the window of my car on the way home from Marsh's grocery store, shattering windows and causing extensive property damage. How many apples do I have left in this completely hypothetical scenario? Mày hỏi vậy ai biết được? Nó nói bà tá từ 36 trái được chọn 36 thôi. Nha. Ném đi 2 thì còn 1, 12 thôi. Còn lại 1 tá là 12. Ôi, ném như điên. Bà tá ném 2 tá thì còn 1 tá. Hay quá đi em ơi. Ôi giời. Anh em đừng có chú ý mấy cái đoạn mà lúc nó nói nhiều anh em. Chú ý cái câu hỏi thôi nhá. Giống như là mẹo đấu vui rồi đấy. Này toán tiếp anh em. Này toán. Anh em cài ơi. Đi từ New York thì 3 giờ. Đi tới Florida vào lúc 4:30. Đó, chủ yếu hai cục mốc đó. Rồi mấy này bỏ đi, chi tiết thừa bỏ. Ôi trời ơi. 2000 years later. 100 chia cho 5. Thế nào? 150 chia 5 là 100 50. Hỏi cho lắm vô. Ủa? Chết rồi, 50 nhân 5 là... 7 ơi, sai rồi. Nhanh quá, chia không kịp. 30 mà. Ôi dồi ôi. Đây, 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 đây. Có 4 người thắng cuộc là tôi. Vô ta. Chúc mừng tôi đây, cuối cùng cũng được lên sóng một lần. Shovelware's Brain Game is brought to you by Shovelware Foods. If you try hard enough, it's edible. Một chặng đường khá là gian nan để có thể đứng nhất được trong cái con game này anh em. Thật sự nó rất là hắc não và sẽ gây nhiều khó khăn cho anh em nha. Ok, rất cảm ơn anh em theo dõi. Chúc anh em có ngày tốt lành. See you.